áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Rồi, xin chào tất cả các em. Thì chúng ta lại gặp nhau trong các video tiếp theo của phần chương Nguyên hàm tích phân. Thì với video trước thì cô đã hướng dẫn cho các em một phương pháp, đó chính là phương pháp tích phân đổi biến, đúng không? Và phương pháp đặt T, chúng ta sẽ giải các phương trình nguyên hàm tích phân một cách dễ dàng hơn. Thế còn đến video này thì cô sẽ hướng dẫn các em thêm một cách là giải nữa, đó chính là phương pháp tích phân từng phần, được chưa nào? Thì với phương pháp tích phân từng phần này thì các bạn sẽ giải được với những phương trình có dạng như thế nào và dấu hiệu nhận biết nào để chúng ta sử dụng phương pháp tích phân từng phần thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhé. Rồi, bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ là các dạng tìm nguyên hàm của hàm số. Và dạng ngày hôm nay chúng ta học đó chính là giải nguyên hàm tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần. Thì đầu tiên cô có định nghĩa như sau. Thứ nhất, chúng ta xuất phát từ công thức đó chính là đạo hàm U nhân V thì chính là bằng U phẩy nhân V cộng với V phẩy nhân U. Thì từ cái công thức này chúng ta sẽ suy ra được đó chính là DU của chúng ta sẽ bằng là U phẩy DX, đúng không nào? Và từ đó thì các em sẽ nhìn thấy là chúng ta đã có được một công thức tích phân hai vế với công thức tích phân từng phần như sau. Công thức của chúng ta sẽ có này, tích phân từ A đến B của UDV thì sẽ bằng là U nhân V, tích phân từ A đến B và trừ đi tích phân từ A đến B của VDU nhá. Đó thì đây chính là cái công thức tích phân từng phần của chúng ta. Thế còn ở phía trên thì cô đã giải thích cái công thức này và nguồn gốc tại sao lại có công thức này xảy ra rồi nhá. Thì khi đi thi thì các bạn có thể áp dụng thẳng luôn công thức này để giải luôn các bài toán nguyên hàm tích phân các em nhá. Rồi, như vậy thì các bạn nhớ cho cô công thức trong phần đồng khung này nhá. Và quy tắc đặt ở đây sẽ là gì? Chắc nhắc đến đây thì có một vài bạn vẫn còn đang thắc mắc là có phải cái công thức này hơi khó đúng không? Thì lát nữa cô sẽ giải các ví dụ thì các bạn sẽ cảm thấy đơn giản hơn và dễ hơn nhá. Thì cô sẽ nói luôn về quy tắc đặt. Thì đặt ở đây chúng ta sẽ quy tắc đặt U. Thì chúng ta sẽ nhớ cô một cái câu đó chính là nhất lốc, nhì đa, tam lượng, tứ mũ, được chưa nào? Nhất lốc ở đây có nghĩa là gì? Là nhất là hàm số loga, ưu tiên đầu tiên để đặt U. Thứ hai đó chính là nhì đa là đa thức. Và tam lượng đó chính là các hàm lượng giác. Và cuối cùng nó chính là tứ mũ, là những cái hàm số mũ mà chúng ta đặt cuối cùng, ưu tiên cuối cùng nhá. Và đây, chúng ta có là mạnh hơn thì bằng U, yếu hơn thì là DX bằng DV, đúng không? Thì nhớ cô là bên này có D thì bên này cũng phải có D nhá. Rồi, và từ U thì chúng ta sẽ suy ra DU thì bằng hành động là tính đạo hàm. Và từ DV suy ra V bằng nguyên tính nguyên hàm. Đấy thì các bạn cứ hiểu là cô thế này. Đó chính là chúng ta mất D thì là nguyên hàm, thêm D thì là đạo hàm. Như vậy thì từ U sang DU đúng không? Là đạo hàm, thêm D đấy. Thế còn từ DV mà trở về V là mất D, tức là đạo hàm, à nguyên hàm nhá, cả lớp nhá. Rồi, các bạn làm nhiều các bạn sẽ nhớ thôi, yên tâm, không khó đâu. Rồi, chúng ta sẽ đến với dạng bài đầu tiên, đó chính là tích phân từng phần một lần nhá. Thì với các bạn này cô cho một ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên của cô đấy chính là cô cho tính tích phân y bằng từ 0 đến pi trên 3 của x sin x dx nhá. Ok, rồi thế bây giờ mình sẽ đi tính thử nào. Thế vậy thì để tính ở đây thì các em nhìn thấy này, dấu hiệu nhận biết của cái tích phân, sử dụng tích phân từng phần ấy, đấy là chúng ta phải nhận thấy. Với bài trước thì sử dụng tích phân đổi biến đúng không? Chúng ta thấy là hai cái yếu tố trong hàm số này nó vẫn có sự liên quan đến nhau đúng không nào? Để khi đặt t thì các em sẽ biến đổi cả cái phương trình này về t hết. Thế nhưng mà các em nhìn thấy ở đây trong này hai thành phần là x nhân với cả sin x đúng không? Nó không có gì liên quan đến nhau cả. Như vậy thì không có liên quan đến nhau thì chúng ta không thể nào đổi biến được đúng không nào? Mà không đổi biến được thì đây cũng không thể nào nằm trong cái bảng công thức cơ bản mà chúng ta đã có để mà các em có thể áp dụng các cái công thức cơ bản vào được. Thế chính vì thế người ta sinh ra được cái công thức tích phân từng phần này, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đặt U và DV ở trong bài này nhá. Thì ở đây cô có này, U ở đây các em theo các em sẽ đặt là gì và DV ở đây chúng ta sẽ đặt là gì? Nào, U và DV. Thì ở đây U mình lại nhớ lại cái câu đó chính là nhất lốc, nhì đa, đúng không? Tam lượng, tứ mũ. Như vậy lốc trong này không có, hay là đa thức. À, đa thức thì x ở kia chính là đa thức rồi, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ đặt U ở đây là x. Đó, thế còn DV ở đây sẽ là những cái gì còn lại của cái hàm số tích phân này. Như vậy DV ở đây sẽ là sin x dx em nhá. Dx sin
DV sẽ bằng là sin x dx. Và từ cái đây thì mình sẽ suy ra như sau này. Đó, từ u chúng ta suy ra thành du. Đó. Thế còn từ dv chúng ta suy ra được thành là v. Rồi, thì các em còn nhớ cái câu vừa nãy không nhỉ? Thêm d thì là đạo hàm, mất d thì là nguyên hàm, đúng không? Thêm d như vậy chúng ta sẽ đạo hàm hai vế là du ở đây sẽ bằng đạo hàm x là 1, như vậy đây sẽ là dx. Đó, bên này có d thì bên này cũng phải có d nhá. Ok, thế tiếp tục v nào, nguyên hàm của sin x thì sẽ là trừ cos x. Để trừ cos x hết, không còn dx nữa, đúng không? Rồi, ok, như vậy từ đây chúng ta đã ra được trong cái công thức này rồi. Và từ đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức của tích phân từng phần, đúng không? Tích phân từng phần, công thức của chúng ta như sau này. Đó chính là tích phân của UDV, đúng không? UDV thì sẽ bằng là U nhân V tích phân từ A đến B này. U nhân V tích phân từ A đến B trừ đi tích phân từ A đến B của V du. Đó, vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức này để giải bài toán này nhá. Nào bây giờ áp dụng công thức này vào thì từ đây các em sẽ nhìn thấy là y của chúng ta sẽ bằng như sau. U nhân v, các em nhìn thấy u nhân v của chúng ta đây chính là x nhân với cả trừ cos x, như vậy là trừ x nhân cos x tích phân từ 0 đến pi trên 3. Đúng không? Tích phân từ 0 đến pi trên 3. Tiếp tục là trừ đi v du, trừ đi v du là hai cái này. Và dấu trừ ở đây vậy thành là cộng với tích phân từ 0 đến pi trên 3 của VDU, tức là của cos x đấy. Đó, ok. Rồi. Vậy đến đây thì quá là đơn giản rồi đúng không các em? Đến đây thì rất là dễ rồi. Chúng ta chỉ việc làm sao nhỉ? Với phương trình này chúng ta thay pi trên 3 vào thôi. Thành là trừ pi trên 3 nhân với cả cos x, cos của pi trên 3. Đúng không? Đó, và cộng với cả cái này thì chúng ta sẽ có được là trừ đi thay vào 0 nữa, nhưng mà không thay vào x ở đây thì đã bằng 0 luôn rồi. Đúng không? Nên chúng ta sẽ bỏ luôn. Và cộng về bên này thì nguyên hàm của cos sẽ là sin x. Đấy. Và tích phân từ 0 đến pi trên 3. Ok. Rồi và từ đây chúng ta sẽ có được là trừ pi trên 3 nhân với cos của pi trên 3. Cộng với cả các em sẽ thay sin, thay pi trên 3 vào thành sin của pi trên 3 trừ đi sin của 0. Đúng không? Rồi và đến đây chúng ta chỉ việc ấn máy và giải quyết nốt cái đoạn còn lại cho cô thôi là xong, đúng không? Đấy, như vậy thì từ sau cái ví dụ đầu tiên này thì các bạn đã hiểu thế nào là áp dụng cách nguyên hàm tích phân từng phần chưa nhỉ? Đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này và xác định xem là cái gì đặt là U, cái gì đặt là DV nhá. Đó, thế còn thứ tự đặt U ưu tiên nó chính là nhất lốc, nhì đa, tam lượng, tứ mũ nhá. Ok, và bây giờ chúng ta để hiểu hơn chúng ta sẽ sang các ví dụ tiếp theo nữa nhá. Rồi, bây giờ chúng ta lại sang đến câu B, ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo, cô cho được là y tính bằng tích phân từ 1 đến 2 của 1 trừ đi 2x tất cả nhân với cả mx dx. Rồi, thì bây giờ câu này mình vẫn thực hiện giống như cái câu trên, đúng không? Chúng ta vẫn tìm xem là cái gì đặt là u, cái gì đặt là dv nhá. Thì bây giờ u với dv nào, mình sẽ nhìn xem nhá. Thì theo các em sẽ đặt cái gì là u, cái gì là dv đây. Ở đây chúng ta có hai thành phần, thứ nhất là 1 trừ đi 2x, đúng không? Và thứ hai đó chính là mx thêm cả dx nữa, đúng không nào? Thế như vậy thì mình lại nhớ đến câu là nhất lốc, nhì đa, đúng không? Như vậy đa đúng thứ hai rồi, ở đây không có lốc, đúng không? Mà đa thức thì chính là 1 trừ đi 2x. Như vậy thì chúng ta sẽ có luôn, đó chính là u ở đây của cô sẽ bằng là 1 trừ đi 2x, đúng không? Và cái còn lại ở đây sẽ là dv. Thì dv ở đây của cô sẽ là tất cả những gì còn lại là mx dx, đúng không? Mx dx. Đó, ok. Vậy xong rồi. Và từ đây thì chúng ta sẽ có suy ra luôn. Mình có được là du sẽ bằng gì nào nhỉ? Ở đây mình sẽ có du là thêm d. Thêm d là đạo hàm. Như vậy đạo hàm của cái 1 trừ 2x là trừ 2, bên này thêm dx, đúng không? Và tương tự như vậy, v ở đây của cô sẽ là nguyên hàm của mx, đúng không? Dx, đúng không? Thì nguyên hàm của mx thì vẫn là mx thôi. Rồi, ok. Vậy sau khi ra đến đây rồi thì chúng ta sẽ có được đầy đủ các thành phần rồi. Và chúng ta chỉ việc áp dụng công thức vào thôi. Nào bây giờ áp dụng công thức vào nhá. Vậy từ đây suy ra y của chúng ta này. Công thức của chúng ta sẽ là u nhân v. U nhân v đây. Như vậy sẽ là mx nhân với 1 trừ đi 2x. Tích phân từ 1 đến 2. Đó. Trừ đi tích phân từ 1 đến 2 của vdu. Vdu đây. Như vậy của cô sẽ là trừ 2 mx dx, đúng không? Trừ 2 mx dx. Rồi bây giờ mình sẽ tính ra nhá.
Nào bây giờ chúng ta nhẩm nào, chúng ta thay 2 vào đúng không các em? Thì thay 2 vào mình sẽ có là 1 trừ 4, như vậy là trừ 3 em mũ x. Thay 1 vào chúng ta có được là trừ 1, như vậy đây là hành cộng của em mũ x. Đúng không? Vì thay 2 vào trừ thay 1 vào mà. Đúng chưa nào? Rồi như vậy, tương tự như vậy đây sẽ là cộng với trừ trừ thành cộng. 2 lần nguyên hàm của em mũ x thì vẫn là em mũ x tích phân từ 1 đến 2 nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ có được như sau. Rút gọn đi cái này sẽ thành là trừ 2 em mũ x. Đúng không? Cộng với là cô sẽ thay 2 vào x ở đây sẽ là 2 lần em mũ 2. Đúng không? Trừ đi 2 lần em mũ 1. Đó. Ok. Và từ đây ở đây cũng phải thay x vào đúng không? Ở đoạn này cô quên không thay x vào. Vậy mình thay x vào cả đoạn trên nữa nhá. Rồi nếu mà thay x vào đoạn trên này thì đây sẽ là trừ 3, trừ 3 của em mũ 2 đúng không? Còn thay vào 1 và sẽ là em mũ 1. Ok rồi. Ok. Rồi như vậy thì mình sẽ còn lại là trừ 3 e bình cộng e cộng với cả 2 e mũ 2 trừ đi 2 e mũ 1 là 2 e. Rồi và rút gọn đi chúng ta sẽ có được là trừ e bình trừ e. Đúng không? Trừ e bình trừ e. Ok, như vậy thì câu B chúng ta đã xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu ví dụ tiếp theo nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sang đến cả ví dụ tiếp theo. Đó chính là câu C. Thì ở câu C, cô cho tích phân từ 1 đến E của x mũ 3 nhân với cả len x dx, đúng không? Nên như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái gì là U đây? Nào, U nào. Và DV. Đúng không? Thì nhất lốc. Rồi, như vậy trong bài này nó đã xuất hiện lốc cho chúng ta. Đó chính là lốc, đó chính là len x đấy các em ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ phải đặt U là len x luôn, đúng không? Nhì đa, đa ở đây vẫn đứng thứ hai thôi. Đây có lốc đứng thứ nhất rồi. Vậy phải ưu tiên lốc hơn. Như vậy thì còn lại đây sẽ là x mũ 3 dx, đúng không nào? Rồi và từ đây chúng ta sẽ suy ra được này. Với U chúng ta biến thành du. Du ở đây sẽ là đạo hàm của len x. Như vậy sẽ là 1 trên cho x dx, đúng không? Thế còn V ở đây chúng ta sẽ có được là nguyên hàm của x mũ 3 dx. Như vậy sẽ là x mũ 4 trên cho 4, đúng không? Ok, và bây giờ mình sẽ từ đây tính ra thôi. Chúng ta có được là y bằng này. Y ở đây theo công thức nó sẽ là U nhân V. Như vậy sẽ là x mũ 4 trên 4 nhân với cả len x, đúng không? Tích phân từ 1 đến E trừ đi tích phân từ 1 đến E của V, DU. Như vậy sẽ là x mũ 4 trên cho 4 nhân với 1 trên cho x đấy, đúng không nào? Rồi, và đến đây mình sẽ thay vào thôi. Chúng ta thay e vào đây này, sẽ thành là e mũ 4 trên 4, đúng không? Nhân với cả len e. Mà len e của chúng ta thì lại bằng 1, như vậy chúng ta không nhân được nữa. Vậy tương tự thay 1 vào thì thành là 1 phần 4 len 1. Thì các em lại thấy là len 1 thì lại bằng 0 rồi, đúng không? Vậy chúng ta cũng không viết vào nữa. Vậy trừ đi cái vế còn lại nào. Thì vế còn lại thì cô có 1 phần 4 rút ra ngoài, đúng không? Ở đây các em nhìn thấy là có x mũ 4 chia cho x, như vậy chỉ còn lại là x mũ 3 thôi. Thì nguyên hàm của x mũ 3 thì đây sẽ lại là x mũ 4 trên cho 4, đúng không? Tích phân từ 1 đến e. Rồi, ok. Rồi, bên đây thì chúng ta sẽ thay vào thôi và nhân ra. Thành là e mũ 4 trên cho 4 này trừ đi, cái này là 1 phần 4, nhưng 1 phần 4 là 1 phần 16 nhân với mở ngoặc ở đây là e mũ 4, đúng không? Trừ đi, đây là 1, đúng không nào? Trừ đi 1. Rồi, 1 mũ 4 vẫn là 1. Vậy từ đây chúng ta sẽ có luôn, ở đây sẽ là e mũ 4 trên cho 4 này, đúng không? Chúng ta chuyển thành là 4 lần e mũ 4 trên cho 16 trừ đi đây là e mũ 4 trên cho 16 và cộng với cả 1 phần 16. Thế này các em rút gọn đi cho cô nào. Vậy thì mình sẽ có được là 3 lần e mũ 4 trên cho 16 cộng với cả 1 phần 16. Rồi, như vậy đây xong. Đấy, như vậy thì ví dụ như một bài toán trắc nghiệm ấy, người ta sẽ hỏi các em là cái phương trình tích phân kia nó sẽ bằng là A em mũ 4 cộng với B chẳng hạn. Đó thì khi đấy các bạn sẽ phải giải ra lần lượt đến tận bước này và từ đó xác định ra AB thì mới khoanh được đáp án. Là ví dụ nó hỏi là A cộng B, đúng không? Đấy thì vậy thì các em sẽ phải nắm được cho cô cách làm tự luận của cái dạng tích phân từng phần này. Được chưa nào? Rồi và bây giờ mình sẽ sang đến dạng bài số 2. Đó chính là những dạng bài mà chúng ta phải tích phân từng phần hai lần liền nhá. Rồi và chúng ta sẽ sang đến ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên cô cho tích phân từ 0 đến pi của em mũ x nhân với cả cos x dx. Nào bây giờ chúng ta cũng làm lần lượt từng bước một nhá. Thì ở đây cô vẫn tìm xem mà đặt U và DV ở đây là bằng gì, đúng không? Thì U ở đây nhất lốc nào
Gốc không có, nhì đa đa không có, tam lượng, à có lượng giác đây rồi, đúng không nào? Như vậy thì cô sẽ đặt u ở đây là cos x, đúng không? Với lại ở đây còn lại sẽ là m x dx thôi. Rồi, và từ đây thì cô sẽ suy ra này, từ u suy ra du, du ở đây sẽ là đạo hàm của cos x, vậy sẽ là trừ sin x, đúng không? Dx. Và tương tự v ở đây sẽ là nguyên hàm của m x thì vẫn là m x. Đó. Rồi, và từ đây thì mình sẽ suy ra nhá, y sẽ bằng gì? Y ở đây của chúng ta sẽ bằng nào? Theo công thức thì nó sẽ là u nhân v, như vậy là m x nhân với cả cos x, đúng không? Tích phân từ 0 đến pi. Đó, và trừ đi ở đây là tích phân từ 0 đến pi của VDU. Như vậy VDU của chúng ta sẽ là trừ sin x nhân với mx. Ở đây cô biến thành cộng này, sin x nhân với cả mx. Đấy. À rồi, đấy. Như vậy thì các em đã nhìn thấy này, với các dạng bài ở phía trên đúng không, thì chúng ta làm đến bước này là chúng ta có thể tính được ra một cách dễ dàng rồi. Thế nhưng mà khi mà với bài này, làm bước này rồi thì chúng ta nhìn thấy là cái tích phân này chúng ta vẫn chưa ra được, đúng không? Như vậy thì đến đây rồi, chúng ta lại phải từng phần thêm một lần nữa. Thì đấy chính là cái dạng toán mà chúng ta phải từng phần hai lần liền nhá. Và đôi khi có những dạng toán nó khó, mình phải từng phần tận 3 lần liền cơ thì mới ra được nhá. Như vậy các bạn cứ phải làm tiếp thôi. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Như vậy thì mình sẽ có ở đây sẽ là, coi như đây là tính Y2 đi. Được chưa? Coi như tính Y2 đi. Vậy chúng ta lại đặt tiếp U và DV. Rồi, U ở đây chúng ta lại đặt là tam lượng đúng không? Vậy là sin x. Đấy, đúng không? Thế còn DV ở đây, à sin x thôi. DV chúng ta sẽ đặt là m u x dx. Rồi, và từ đây mình suy ra được là gì nào? Với u bằng sin x thì du của chúng ta sẽ là cos x. Đó. Dx đạo hàm sin là cos đúng không? Tương tự ở đây chúng ta sẽ có được là v thì vẫn là m u x. Đấy, nguyên hàm của m x dx thì là m x. Và từ đây chị cô có được là Y2 sẽ bằng này, u nhân v là m x nhân với cả sin x, tích phân từ 0 đến pi, đúng không? Tích phân từ 0 đến pi. Và trừ đi ở đây là tích phân từ 0 đến pi của m x nhân với cả cos x. Đấy. Rồi, thì ở đây nó chính là VDU đấy. À rồi, đến đây thế các bạn đang tưởng tượng là chúng ta đang đi một vòng lòng vòng đúng không? Đến đây nó lại ra là m x nhân cos x rồi. Lại làm nào mà làm được tiếp đây, đúng không nào? Đây chẳng nhẽ chúng ta lại từng phần lần nữa. Nếu từng phần lần nữa m x nhân cos x thì chúng ta lại tiếp tục lại ra đến phương trình này, đúng không? Thế như vậy đến đây rồi thì các em để ý cho cô một chút. Đấy chính là tích phân từ 0 đến pi của m x nhân cos x ấy. Thì cái đoạn này này, nó chính là y của chúng ta cần tìm, đúng không? Đúng là phương trình y cần tìm của chúng ta không nhỉ? Đó, thế vậy thì đây là phương trình y cần tìm rồi. Vậy thì mình sẽ có được là bằng gì nào? Đây sẽ là m mũ pi nhân với sin của pi, đúng không? Trừ đi m mũ 0 thì là 1 rồi, nhân sin trừ đi sin 0, đúng không? Và trừ đi y. Đó, như vậy từ đây chúng ta thay trở lại nhá. Thay vào, chúng ta thay trở lại này. Thì khi mà thay trở lại thì mình thay vào y ở đây, y của chúng ta sẽ bằng như sau. Mình lại tiếp tục thay pi vào đây, như vậy là m mũ pi nhân với cos pi, đúng không? Trừ đi m mũ 0 thì là 1 nhân với cả cos trừ đi cos 0. Đó. Và cộng với y2 thì y2 của cô đây. Như vậy là cộng với y2 có nghĩa là cộng với m mũ pi nhân sin pi, đúng không? Trừ sin 0 và cộng và trừ đi y ở đây. Đúng chưa nào? Và trừ đi y ở đoạn này. Thế như vậy thì các em sẽ tưởng tượng là cô này, là sau ở đây chúng ta xuất hiện trong phương trình này là hai cái y đúng không? Vậy thì cái trừ y ở đây này, chúng ta ném xuống bên kia, chuyển thành từ đây sẽ thành là 2y. Đó, ok chưa? Ném sang bên kia, chuyển thành là 2y luôn, đúng không? Thế còn tất cả những cái vấy còn lại chúng ta tính được hết rồi. Nào bây giờ mình sẽ cùng đi tính thử nhá. Cos của pi đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ở đây là âm 1, như vậy là trừ e mũ pi, đúng không? Cos 0 ở đây chúng ta tính ra là bằng 1, như vậy là trừ đi 1. Đó, và cộng với cả ở đây sẽ là sin pi. Sin pi của cô sẽ bằng là 0, như vậy hết. Và sin 0 ở đây của cô sẽ bằng là 0 luôn, đúng không? Như vậy chỉ còn lại là m mũ trừ m mũ pi trừ 1 thôi. Và từ đây thì dễ dàng suy ra được là y của cô sẽ bằng gì nhỉ? Chia 2 sang thôi, thành là trừ m mũ pi trừ 1 tất cả chia 2, đúng không? Như vậy thì đây chính là kết quả cuối cùng của cô trong câu này. Đó, ok chưa?
Vậy thì tích phân từ vần 2 lần, thế nhưng mà chúng ta dừng ở lần thứ 2. Tại vì ở lần thứ 2 chúng ta đã thấy là xuất hiện, lại tiếp tục thấy xuất hiện y tiếp, đúng không? Như vậy cái y này chúng ta vẫn cho vào phương trình, sau đó ném sang bên kia gộp với cái y chúng ta cần tìm. Như vậy thành 2y, và từ đấy các em vẫn tìm được vế còn lại, sau đó lấy vế còn lại chia cho nốt 2 sẽ ra được y thôi. Ok chưa nhỉ? Rồi thì đấy là một cái ví dụ cơ bản về các bài toán nguyên hàm tích phân, chúng ta phải tích phân 2 lần liền mới ra được. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến ví dụ tiếp theo nhé. Rồi đến với dạng số 3 thì đề bài sẽ cho các em một tính một cái tích phân, và những cái vậy tích phân đó thì chúng ta sẽ phải kết hợp cả đổi biến số và từng phần. Thì cô sẽ cho các em một cái ví dụ như sau. Đó chính là tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm x mũ 3 nhân với cả e mũ x bình dx. Vậy thì với hàm này các em tưởng tượng cho cô này, là nếu mà bây giờ chúng ta chỉ từng phần đơn giản thôi, đúng không? Đó chính là u dv, thì u ở đây chúng ta sẽ đặt là x mũ 3. Thế còn dv chúng ta sẽ đặt là e mũ x bình, đúng không nào? Thế như vậy thì e mũ x bình sau khi nguyên hàm ra thì với nó lại ra một cái hàm vẫn rất là phức tạp, chúng ta không thể tính được, đúng không? Chính vì thế bài này chúng ta sẽ phải kết hợp đổi biến trước rồi từng phần sau các em nhá. Vậy thì đổi biến chúng ta sẽ đổi biến như thế nào? Thì ở video trước với phương pháp là đổi biến thì cô đã hướng dẫn các em, đó chính là với các hàm mà e mũ u đúng không, mà không phải là e mũ x, thì chúng ta sẽ đặt cái số mũ đó là t, hiểu chưa nào? Như vậy thì bây giờ mình sẽ đặt cho cô x bình là t nhá. Đặt cho cô x bình là t. Như vậy thì nếu đặt x bình là t thì cô sẽ có đạo hàm hai vế, ở đây sẽ là 2x dx thì sẽ bằng là dt, đúng không? 2x dx sẽ là dt. Là cái này hôm nọ chúng ta học rồi, chúng ta đạo hàm hai vế thôi, đúng không? Và sau khi ra đến đây rồi thì các em sẽ thay vào trong y cho cô nào. Thì nhớ nhá, đổi biến thì chúng ta phải kết hợp với nó là đổi cận, được chưa? Vậy thì cận đây của cô là 0 đến 1 thì với x bằng 0 chúng ta có t vẫn bằng 0. Với x bằng 1 thay vào đây t vẫn bằng 1, đúng không? Rồi, như vậy thì bên mình sẽ có được như sau này. Với cái hàm e mũ x bình này nó thành là e mũ t rồi, đúng không? E mũ t. Dx, dx của cô thì ở đây các em nhìn thấy là gắn liền với cả x dx không? Đó, x dx. Thế như vậy thì với cái hàm x mũ 3 này cô sẽ có một bước nhỏ, đó chính là cô sẽ tách ra thành là tích phân từ 0 đến 1 của x bình nhân với e mũ x bình nhân với x dx. Đó, mục đích để chúng ta tạo ra được cái x dx này để mình thay bởi dt chia 2 nhá. Như vậy thì chúng ta sẽ có được như sau. X dx ở phía sau thì chúng ta sẽ có được là 1 phần 2 dt rồi. Này, 1 phần 2 dt, đúng không? Thế còn một cái x bình ở phía trên nữa, thì x bình ở phía trên chúng ta nhân với cả t nữa. Đó, vậy là xong, đúng không? Vậy rút gọn đi cho nó đẹp, thì rút gọn đi chúng ta sẽ có được là tích phân từ 0 đến 1, đúng không? Của 1 phần 2 cho ra ngoài này. Đấy sẽ là t nhân e mũ t dt. Rồi, ok. Đến đây rồi, sau khi đến đây rồi, rút gọn trong phương trình rồi, chúng ta mới bắt đầu thực hiện phương pháp là tích phân từng phần nhá. Nào, tích phân từng phần nào, u và dv. Nhất lốc, nhì đa, như vậy có đa thức là t, chúng ta đặt u là t. Còn lại sẽ là e mũ t dt, đúng không? Và từ đây thì mình sẽ có được là gì nào? Du của cô sẽ có đạo hàm là dt. V, nguyên hàm của e mũ x sẽ là vẫn là e mũ t, đúng không? E mũ t vẫn là e mũ t. Rồi, và từ đây thì suy ra nào, y của chúng ta sẽ bằng gì? Làm bước này rồi nhá, thì các em cố gắng này, đừng bạn nào quên cái 1 phần 2 này của cô nhá, thấy chưa? Rất nhiều bạn làm đây sau đấy cuống quá, làm luôn, viết luôn từng phần u nhân v luôn và quên mất đây có một cái 1 phần 2 nữa nhá. Nếu mà các em không muốn là mình hay bị quên cái 1 phần 2 này, các em có thể cho thẳng cái 1 phần 2 này vào t luôn, thành đặt u là t trên 2 cũng được nhá. Còn nếu không thì chúng ta phải nhớ nguyên 1 phần 2 ở đây. Đó. Rồi, 1 phần 2 nào, nhân với cả tích phân của cái này sẽ là u nhân v là t nhân e mũ t. Tích phân vẫn là từ 0 đến 1. Trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của v du. Đúng không? V du ở đây sẽ là e mũ t dt. Rồi. Và từ đây thì mình sẽ có được là 1 phần 2 này. Nhân ra ngoài, bên trong của chúng ta sẽ có được là e mũ 1, đúng không? Là e mũ 1. Trừ thay 0 vào là 0 nhân e mũ 0 thì là 0 rồi. Trừ đi đây sẽ là e mũ t tích phân từ 0 đến 1. Đó, thì cô sẽ có được là 1 phần 2. Đây sẽ là e mũ 1 trừ đi thay 1 vào đây cũng là e mũ 1, đúng không? Và trừ đi thay 0 vào là e mũ 0.
thì trừ trừ thành cộng em cũng không là một. Đó, như vậy thì đáp án của bài này của chúng ta chính là bằng 1/2, đúng không? Như vậy đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta. Ok, rồi và bây giờ chúng ta sẽ sang đến ví dụ tiếp theo của phần tích phân từng phần mà kết hợp cả đổi biến nữa nhá. Rồi, ví dụ tiếp theo ở câu 3, cô có được là tính tích phân y bằng tích phân từ 1 đến 4 của sin căn x dx. Rồi, như vậy thì các em đã nhìn thấy là ở đây nó xuất hiện căn x đúng không? Và một trong những dấu hiệu nhận biết để sử dụng tích phân đổi biến của buổi hôm trước đúng không? Của video trước đó chính là phương trình ở đây của chúng ta chứa căn. Như vậy thì với những phương trình mà chứa căn ấy thì chúng ta sẽ nên đặt căn là t, sau đó bình phương hai vế rồi đạo hàm để đổi biến đúng không nào? Như vậy thì với bài này cũng như vậy, chúng ta nên đổi biến trước rồi mới từng phần sau nhá. Như vậy thì ở đây trong này cô sẽ đặt căn x của cô là t. Đó. Thế nhưng mà với bài này thì như hôm nọ cô đã nói đó chính là chớ bạn nào đạo hàm hai vế luôn. Vì đạo hàm của căn x là 1/2 căn x, nó lại tiếp tục ra căn và thậm chí lại còn phức tạp hơn, đúng không? Nên là chúng ta sẽ bình phương đã. X bằng t bình đã. Thế sau đó chúng ta mới bắt đầu đổi biến nào. Đạo hàm hai vế thành là dx của cô sẽ bằng là 2t dt. Đúng không? 2t dt. Rồi và bây giờ mình sẽ có nào, từ đây suy ra y của chúng ta sẽ bằng tích phân từ 1 à không được, từ 1 đến mấy nào? Đổi cận nữa đúng không? Với 1 thay vào đây thì vẫn là 1. Rồi, 4 thay vào ở đây thì sẽ là t bằng 2. Đó. Sin căn x đúng không? Thì cô sẽ có được đây sẽ là sin của t. Đó, dx của cô ở đây sẽ là 2t dt. Đấy, 2t dt. Rồi, bây giờ mình viết lại cho nó đẹp nào. Thành là tích phân từ 1 đến 2 của 2t nhân với sin t dt. Đó, ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu từng phần nhá. Đặt u và dv nào các em. U và dv. Đến đây thì u dv chúng ta sẽ có được như sau. Nhất lốc, nhì đa. Vậy đa ở đây cô có được là 2x, 2t. Và còn lại sẽ là sin t dt đúng không các em? Rồi, bây giờ mình sẽ có từ đây suy ra du nào. Du ở đây là đạo hàm của 2t, như vậy là 2dt. Thế còn v của cô thì sẽ là nguyên hàm của sin t sẽ là trừ cốt t. Đúng không? Và từ đây thì mình sẽ lắp ra thôi. Áp dụng công thức vào là u nhân v cô có được là trừ cốt t nhân với 2t tích phân từ 1 đến 2. Đúng không? Từ 1 đến 2. Rồi, áp dụng vào từ 1 đến 2. Và tương tự như vậy ở đây mình sẽ có được là chuyển thành là cộng với tích phân từ 1 đến 2 của 2 cốt t dt. Đúng không? Rồi, bài này cô cho cận nó hơi bị nhầm một chút. Cận đây là không thể nào 2 được, đúng không? Cho từ 1 đến từ 0 đến 1 thì hợp lý hơn, đúng không? Từ 1 đến 2 đấy, khi mà chúng ta thay vào cốt thì chúng ta lại ra không thỏa mãn rồi, đúng không nào? Rồi, thế vậy thì bài này giờ bây giờ cô sửa lại một chút nhá. Bài này chúng ta sẽ áp dụng thôi để mà các em hiểu về cái phương pháp đi tính nguyên hàm tích phân khi mà xác dụng sử dụng cả đổi biến và từng phần đi, và chúng ta sẽ không tính tích phân nữa, được chưa? Tức là nó sẽ không có cận này nữa, được chưa nào? Không có cận nữa nhá, bỏ qua cô hai cái cận đi, vậy chúng ta sẽ không có cận. Bài này mình chuyển thành là đi tính nguyên hàm thôi. Như vậy thì nếu mà đi tính nguyên hàm thôi thì đến đây chúng ta đã ra rồi nhá. Còn chúng ta đi tính nguyên hàm, như vậy sẽ là trừ 2t nhân với cả cốt t, đúng không? Và cộng với cả đây sẽ là 2 lần sin t cộng c. Đó, thành nguyên hàm. Rồi, như vậy thì bài toán số 3 của chúng ta đã dừng lại ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến một ví dụ nhỏ tiếp theo nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ cuối cùng của video này nhé. Thì ví dụ cuối cùng của cô cho được một tích phân từ 0 đến 1 của 8x mũ 3 trừ 2x tất cả nhân với cả em mũ x bình dx. Rồi, thì bây giờ với bài này thì cô lại thấy xuất hiện em mũ x bình đúng không nào? Không phải là em mũ x, như vậy chúng ta lại phải đặt cái số mũ không khác cái kia là t hoặc là u thì chúng ta sẽ đổi biến trước nhá. Nào, thế bây giờ mình sẽ đặt nào. Đặt ở đây là x bình là t. Vậy từ đây chúng ta sẽ có được là 2x dx của cô sẽ bằng là dt. Ok, rồi sau đó bây giờ mình sẽ đổi cận lại nào. Như vậy thì trước khi đổi cận thì mình lại nhận ra là
ở đây nó xuất hiện x dx, mà trên phương trình thì chưa thấy x dx đâu cả. Để chúng ta thay vào thành dt chia 2. Như vậy thì chúng ta phải làm bước nhỏ, đó chính là lại tích phân từ 0 đến 1 này. Phương trình này các em rút x ra cho cô, đúng không? Rút x ra thì mình sẽ bên trong sẽ là 8x bình trừ đi 2 nhân với cả e mũ x bình dx, đúng không? Đó. Vậy thì sau khi rút x ra thì các em sẽ nhận thấy là nó xuất hiện x dx rồi đây này, x dx đây. Đấy, đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ có được này, y của cô sẽ bằng tích phân. Với x bằng 0 thì đây vẫn là 0, với x bằng 1 đây vẫn là 1, đúng không? Rồi, mình có được như sau này. 8x bình trừ 2, vậy thì đây sẽ là 8t trừ đi 2, đúng không? E mũ x bình thì đây sẽ là e mũ t. Hay còn x dx, đúng không? X dx đây thì sẽ là 1 phần 2 dt. Đúng thế nào? 1 phần 2 dt. Rồi, và bây giờ cô sẽ rút gọn đi một chút. Tích phân từ 0 đến 1, 1 phần 2 cô cho ra ngoài này, đúng không? 1 phần 2 cho ra ngoài. À, hoặc là không, 1 phần 2 mình không cần cho ra ngoài đâu. Để cho nó dễ hơn, mình rút gọn luôn 1 phần 2 luôn. Bằng cách là gì? Các em nhỉ? Chúng ta sẽ chia 2 vào trong cái phương trình này luôn, đúng không? Như vậy thành là 4t trừ 1 nhân với e mũ t dt luôn. Đấy, thế cho hợp lý, đúng không nào? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta sẽ từng phần, được chưa? Từng phần nhá. Đặt u dv nào. U ở đây nhất lốc nhì đa có đa thức nào? Ở đây là 4t trừ 1, đúng không? Dv ở đây của chúng ta sẽ là cái còn lại là e mũ t dt. Đó, bây giờ mình sẽ suy ra. Du của cô sẽ bằng nào? Đạo hàm của 4x 4t trừ 1 thành là 4dt. Thế còn v của cô thì sao? Nguyên hàm của em mũ t thì vẫn là em mũ t. Rồi, bây giờ mình sẽ nhân ra nhá. Từ đây suy ra y của cô sẽ bằng này. Tích phân từ 0 đến 1, đúng không? Như vậy mình sẽ có là u nhân v. Như vậy là em mũ t nhân với 4t trừ 1, đúng không? Tích phân từ 0 đến 1 trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của v du. Như vậy là 4 e mũ t dt. Đó. Ok, và bây giờ mình nhân ra thôi. Mình sẽ có thay 1 vào thành là e. Đây là 1 vào thì sẽ là 3 e mũ 1 này. Trừ đi thay 0 vào thì đây sẽ là trừ đi này. Thay 0 vào đây thì là âm 1, đây là 1, đúng không? Thành là cộng với 1. Trừ đi đây là 4 e mũ t. Nguyên hàm 4 e mũ t thì vẫn là 4 e mũ t. Tích phân từ 0 đến 1. Mình có là 3e cộng 1 trừ đi thay 1 vào thành là 4 lần e mũ 1 và trừ đi thay vào là 4e mũ 0 là 4, vậy thành cộng với 4. Và cô sẽ có ở đây sẽ là trừ e cộng 5. Đó. Vậy thì đây là đáp án cuối cùng của chúng ta. Ok, như vậy thì với câu cuối cùng này thì chúng ta lại sử dụng tích phân đổi biến trước rồi chúng ta mới sử dụng tích phân từng phần, đúng không? Thì như vậy nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều trong quá trình giải của chúng ta. Đấy, vậy thì thông qua video này, cô đã hướng dẫn cho các em thêm một cách giải nữa đối với các bài toán nguyên hàm tích phân, đúng không? Đó chính là tích phân từng phần. Và để làm một bài toán tích phân từng phần thì các em sẽ phải đặt u và dv ra cô. Và thứ tự đặt u thì sẽ là nhất lốc, nhì đa, tam lượng, từ mũ, đúng không nào? Và đạo hàm thì thêm d, nguyên hàm thì mất d. Thì đó là những cái thứ cần nhớ cho bài toán này và để chúng ta áp dụng. Và sang đến video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái ứng dụng của nguyên hàm tích phân nhé. Và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.